Tháng này chưa rửa chân. Đây là dấu tích của việc chạy Grab đấy. Giờ ở bên này. Đây là nghề này là gọi là nguy hiểm trùng trùng, nhưng mà vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo nên là vẫn phải đi đấy. Thậm chí mua cái chai này cũng phải có tiền mà. Quá. Chả. Hello, xin chào bạn, tôi là Chu Đình Thiên đây, và hôm nay tôi làm tiếp một cái thử thách, đó là hút đầu bằng chai Coca to này. Nó là 1.5 lít. Đấy. 1.5 lít, 1.5 lít, 1.5 lít. Tôi sẽ gọi hết cái này xem như là có sướng hơn vội với sting hay không. Ok, các bạn cùng theo dõi nha. Ok. Này nữa để tí cho vội lại nước ra. Đấy, cụ thể bây giờ sức mạnh vừa lại ra một tí. Nhấp một bụng. Mấy cái video trước rồi phí phạn nước ngọt nhiều quá, phải nhấc thứ hai. Ngọt. Ngọt quá. Được chưa? Sướng thế. Ừ. Cái này vào mắt là hơi sót. Đã cực kỳ luôn. Nghỉ sướng. Đã. Tháng này chưa được gội đầu. Sướng kỹ. Đã ư đã. Có lẽ phải để ít lại đi. Để một nửa lại đi rửa chân. À tí nữa gội xong rửa chân. Nghỉ sướng. Nghỉ sướng. Nhâm ngộ này. Phí. Phí không? Không thích thì áo được. Quê. Thế bạn. Coi như là một lít nước ngọt là coi như đi được tí sữa, và đây là tí sữa đấy. Chả biết có được không, đúng không? Không, tôi chỉ đi với nước ngọt. Tôi sẽ gội xong và sẽ quay rửa chân nhá. Rửa chân thì xong rồi.
tất ra. Ồ, nhìn thấy đôi dép. Dép qua này, dép qua cố tình nhuộm nó thành màu đỏ, nhưng mà nó thần kỳ đấy, nó không thể trở thành màu đỏ. Thí nghiệm của nó thất bại. Rất thơm lắm bạn. Tóm lại là dép này nó không bị đường chín. Chưa rửa chân này. Đây là dấu tích của việc chạy Grab đấy. Giờ ở bên này. Đây là nghề này là gọi là nguy hiểm. Chung chung nhưng mà vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo nên là vẫn phải đi đấy. Thậm chí mua cái chai này cũng phải có tiền mà. Có chả chó là cho không những phí cả. Vì thế là chúng ta phải thực dụng. Ê, sướng. Đấy, sướng như này thì có nhiều tiền thì sướng như này thì không những là rửa chân bằng coca, rửa bằng bất cứ cái gì cũng được. Đều được hết. Đấy, xong rồi. Đang nước sạch. Đấy. Ok, nếu mà video của tôi hay ấy, thú vị hấp dẫn ấy, thì các bạn đừng quên nhấn like này, share, comment ý tưởng bán ạ. Giúp tôi đăng ký kênh để đạt được 10.000 sub. Tôi làm nhiều video bán ạ hơn nữa cho anh em xem nhá. Bye bye.